Ngày 7 tháng 6 giờ địa phương, tờ New York Post đưa tin, một chiếc máy bay đã bốc cháy khi chở theo hơn 400 người cất cánh từ sân bay Pearson trên chuyến bay AC872 của hãng hàng không Air Canada. Chuyến bay cất cánh vào khoảng 21 giờ với 389 hành khách và 13 thành viên phi hành đoàn, khởi hành từ Toronto, Canada đến Paris, Pháp vào đêm 5 tháng 6. Ngay sau khi máy bay cất cánh, một sự cố đã xảy ra ở động cơ khiến ngọn lửa bùng lên. Ngay lập tức, máy bay phải quay đầu, hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Toronto Pearson. Sau vụ việc, các hành khách đã được chuyển sang một chiếc máy bay khác để tiếp tục hành trình của mình. Air Canada cho biết, họ đã ngừng lưu hành máy bay Boeing 777 để điều tra thêm nguyên nhân gây ra vụ việc.